Bây giờ chú có quà mà bây giờ chú tặng cho hai đứa quà xong rồi hai đứa cho chú chụp hình nha. Dạ không. Đi. Con không cần quà. Lát nữa ba con làm việc xong thì con mét ba con. Hình với chú một cái đi. Được không? Được không? Tại vì con khát nước là con cũng phải đợi à. Thấy con đang kêu cái gì gấp gấp á là con khát nước con cũng phải đợi à. Ây da. Con lại vậy đó. Thử thách lớn không? Cho chú ngồi đây được không? Con là con của chú Quốc Nghiệp đúng không? Đúng không? Con ngồi con lắm á. Đúng chú đi ra đi. Đúng chú đi ra đi. Chú ngồi ở đây xíu được không? Con không quen. Nhưng mà chú hâm mộ con lắm, chú ngồi ở đây nói chuyện con xíu được không? Dạ không. Không, chú đi ra kia ngồi. Thì mới đúng, uống nước không? Không, không. Thử thách lớn không? Thôi bây giờ con ngồi với chú đợi mẹ con được không? Nhưng mà phải nhanh nha. Mẹ con đi lâu không? Lâu. Thôi ngồi với chú, ngồi xuống là mình không có sao nè. Ừ, chú đợi rồi, chú đợi con chút xíu nha. Con sợ lắm. Con sợ mà ngồi vậy đó. Chú hỏi con nha, bây giờ nếu mà như vậy thì cô giáo dạy con làm sao? Cô giáo dạy con là không được mất củ cho người lẹ. Đó là giờ chú lỡ vô rồi giờ sao giờ? Giờ chú lỡ vô rồi giờ sao giờ? Lỡ vô sao giờ? Con không biết rồi. Bây giờ con có cách nào để thử thách lớn không? Bây giờ chú có quà mà bây giờ chú tặng cho hai đứa quà xong rồi hai đứa cho chú chụp hình nha. Dạ không. Đi. Con không cần quà. Lát nữa ba con làm việc xong thì con mét ba con. Hình với chú một cái đi. Ông muốn thử thách lớn không? Mẹ chú khát nước quá à. Con lấy nước cho chú uống được không? Thôi. Không được luôn mẹ hả? Mẹ con không cho chờ. Cô với mẹ không nói là con không có được đưa nước cho người mà con không quen. Nhưng mà bây giờ chú giao rồi cho con, chú ngồi đây. Chú nói nãy giờ con này chú khát nước. Con lấy con chú ly nước được không? Con hả? Con cũng khát nước nữa. Con vô con lấy hai ly nước cho chú cháu mình uống được không? Được không? Tại vì con khát nước là con cũng phải đợi à. Thấy con đang kêu cái gì gấp gấp á là con khát nước con cũng phải đợi à. Ây da. Con lại vậy đó. Cái nước